Xin chào tất cả các bác đã trở lại với kênh hàng Nhật bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cửa hàng em lại lên các bác những dòng phẩm mà các bác quan tâm. Đó cũng là những mẫu quạt nhật nội địa và cũng là những dòng phẩm mà vừa mới cập bến tại cửa hàng, cũng như là những mẫu quạt đẹp thì đã vẫn về với cửa hàng thường xuyên để các bác tiện theo dõi, cũng như là cảm thấy ok với dòng phẩm nào thì chiếc máy liên hệ với em nhé. Hôm nay thì em về một chiếc Sallier, đèn ngủ nhé, đèn ngủ số ngủ luôn. Và chiếc này là còn có thêm cả một tính năng rất là đặc biệt. Đấy. Chiếc Sallier rất là đẹp này, thì các bác tí em sẽ chi tiết luôn. Một chiếc Lationa cổ, lồng xương cá, cùng với những chiếc quạt cổ như là Sallier cánh đỏ, cánh huyết này, trao đảo này. Đây còn là Sallier cánh huyết nhá. Thì nó rất nhiều chức năng, thì tí này em sẽ test cho các bác để các bác xem. Đấy, chiếc này rất là xuất sắc luôn. Cùng với một chiếc la đèn thì vẫn về thường xuyên. Chiếc thì cánh nhựa đục, chiếc thì cánh Meca. Có những bác thì rất thích cánh Meca, có những bác thì thích cánh nhựa đục. Thì em sẽ có cả cánh nhựa đục lẫn cánh Meca để cho các bác lựa. Cánh cũng đều là cánh ốc dài hết nhá, mà gió thì rất là chất thôi. Thì trước tiên thì em có cả một chiếc quạt VIP nữa. Chiếc quạt VIP này thì tí em sẽ bóc ra để các bác xem nhé. Những cái dòng quạt VIP này thì là vẫn còn nguyên thùng xốp luôn, vẫn còn nguyên thùng xốp. Chiếc này thì thường là các bác để trên loa, trên kệ và trưng bày thôi. Đấy, những cái dòng này thì thực ra nó không phải là những cái dòng quạt để lấy gió, mà nó chỉ là chủ yếu là hàng trưng bày để cho đẹp thôi các bác nhé. Để tí em sẽ cho các bác xem sau. Đấy, xem chiếc Sallier cánh đỏ này trước. Đây là chiếc này thì thực ra là em quạt em đã tắt rồi, nhưng mà nó có cái tác động của gió ở phía đằng sau này của chiếc tô đèn này. Đấy, nó làm cho chiếc quạt này nó quay thôi, chứ còn thực ra là em tắt rồi nhé. Đấy. Chiếc này là chiếc cánh huyết. Đấy, gọi là cánh huyết. Lồng của nó là lồng mạ thì rất là mới luôn các bác nhá. Cái lồng mạ này vẫn còn rất là sáng này, các bác nhìn những cái phần sáng của nó này, sáng choang luôn này. Logo rất là đẹp luôn này, các bác nhìn thấy cái logo của nó này, logo tuyệt vời luôn. Các bác nhìn là các bác biết là cái logo này của nó còn rất là đẹp, đỏ chót này, đỏ chót luôn. Và cái bản chất của cái lồng này, lồng mạ là rất là mới nhá, lồng mạ rất là mới luôn. Và thân thủ thì như trước này ấy, thì là nó rất là đẹp. Đây là nó là một trong những dòng trao đảo gần gu. Các bác nhìn thân của nó ấy. Thân của chiếc này nó rất là trắng này, các bác nhìn thân trắng này. Đấy. Mặt trắng nhá, đẹp nhá, mặt rất trắng và đẹp. Mặt này đỏ chót luôn, đỏ chót luôn. Đây là một chiếc Sallier trao đảo gật gù, thân thủ là ok. Bầu dòng này thì nó là bầu to nhá các bác nhá. Bầu nó như cái cao nước ấy. Các bác hình dung là cái bầu nó rất là lớn luôn, để nó rất là nhiều tính năng như trao đảo gật gù rồi các thứ này. Dây dợ thì xịn, đây em vừa cắm điện ở trên đây này. Dây là dây xịn không, đẹp trắng loãng loãng luôn này. Các bác nhìn này, dây trắng loãng luôn nhá. Đây có hộp đầy đủ này, đây đầy đủ hết đây các bác nhá. Những chiếc rất là ok. Matrix này thì thường là những chiếc cánh đỏ này thì là các bác cho có đủ bộ sưu tập, các bác xanh đỏ tím vàng gì à. Cái mẫu cánh đỏ mà hàng trao đảo này thì nó vẫn là hàng vẫn đắt tiền các bác nhé, vẫn đắt tiền, các bác có thể tham khảo bình thường, vẫn đắt tiền như bình thường luôn. Với cái bộ cánh đỏ này thì là của nó là quá là ok. Cánh đỏ huyết luôn. Cánh đỏ đỏ riêng với cái dòng này ấy, là nó sẽ có hai dạng. Đây là dòng này đỏ huyết nhé các bác nhé, đỏ huyết. Còn đỏ cờ thì nó sẽ mà tươi màu hơn. Còn cái đỏ sẫm này, đỏ sẫm này thì nó gọi là đỏ huyết. Đỏ huyết thì nó sẽ nhìn nó sẽ đặc biệt hơn. Đấy. Nhưng cũng như là một chiếc quạt, nhưng mà nếu cánh mà
đỏ sang đẹp này, thì là cái như cánh này thì bây giờ các bác không mua cũng phải tầm mất khoảng 2 triệu rồi các bác nhé. Như cái cánh này các bác mua để chơi thôi, các bác phải mua tầm 2 triệu rồi là cũng có khả năng còn người ta không bán, vì người ta nó liên quan cái thân con quạt này. Con quạt này thì không thể lắp cái màu cánh khác được mà nó vẫn phải lắp cái màu cánh đỏ vào các bác nhé. Và chắc chắn là người ta cũng chẳng ai ta bán rời, thế nên là cái cánh nó cũng rất là đắt. Đấy. Cái hai nữa là nó lại là lồng mạ này, lồng mạ mới này các bác nhìn nhé, lồng mạ gần như là rất là sắc nét luôn, lồng mạ rất sắc nét. Đấy. Và tất cả của nó từ cái tem mác cho đến thân bầu này của nó cũng ok luôn các bác nhé. Thì là các bác hình dung là những cái bác mà chơi quạt ấy thì nó sẽ có rất nhiều tính năng để mình chơi này, ví dụ như là tính năng gật gù này. Đây là tính năng gật gù nhé. Đấy, nó gọi là lệnh cũ đấy, là tính năng gật gù thì mình cũng sẽ rất là ok rồi. Nhưng mà riêng chiếc này có 4 chế độ luôn, thay đổi 4 chế độ luôn các bác nhé. Và chức năng trao được gọi là trao đảo ấy, trao lên hạ xuống ấy. Đấy là nó là một tính năng đặc biệt. Tính năng đặc biệt thì là trao, gọi là trao đảo gật gù, thì cái tính năng này là gọi ngoáy cháo cũng được, rất là đặc biệt luôn. Và tính năng tiếp theo nữa là một tính năng là gần như là các bác chỉ sử dụng đảo gió bình thường nhé, thông thường như một chiếc quạt thông thường thôi. Nếu các bác không thích thì các bác có thể chuyển sang chế độ như bình thường. Và trở lại thì cũng là cái công tắc dừng như bình thường thôi. Chiếc này thì quá tuyệt vời rồi các bác, vì cái độ đẹp của nó này, cái mặt này các bác nhìn rất là tuyệt vời luôn. Với những chiếc đẹp như này thì thực sự luôn là các bác có thể là cứ mới là tiền nó sẽ cao, vì là những chiếc này có dao động có giá lên đến khoảng 5 triệu đồng. Đấy, các bác hình dung là em thì cứ về thì em mua cao thì em sẽ bán cao, mua thấp bán thấp, nói chung là cứ giá cứ hợp lý là em bán thôi. Các bác cảm thấy ok thì các bác liên hệ nhé. Chiếc này là mã số của nó là 34 và có giá là 4.300.000 đồng. Đấy, cái mã số này và cái giá tiền này, cánh 30, thì bác nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em nhé. Em sẽ bao cho bác là bao nguyên bản và bao cánh kiếc lành lặn đấy nhá. Đấy, cổ cánh lành tít luôn và hoạt động là ok luôn, cao 90 luôn nhé các bác nhé. Trưng bày thì rất là đẹp luôn, để bộ cho nó rất là sang. Đấy. Cũng như là tiếp theo thì em sẽ giới thiệu với các bác về cái dòng quạt mang thương hiệu như là Salier. Đây là Salier có đèn ngủ và có số ngủ nhé. Đấy, có đèn ngủ và có số ngủ này, và có tính năng đặc biệt nhé. Chiếc này thì cánh xoắn nha các bác nhé, hệ cánh xoắn nhé. Kệ hệ cánh xoắn này, các bác nhìn những dòng này, hệ cánh xoắn lồng mạ này là rất là nét. Cái lồng mạ này là còn rất nét luôn, các bác chơi quạt thì các bác hiểu rồi. Riêng với cái lồng mạ đẹp như này và sắc nét như này là ok này. Mới hai nữa là cánh đẹp này, quạt zin, mặt này là mặt nhôm 3D này. Mặt này mặt nhôm 3D rất bóng luôn. Các bác nhìn như hình thức của nó cũng rất là ok thôi, vì là tất nhiên là hàng thì đã qua sử dụng rồi chứ không phải là quạt mới, nên là các bác cảm thấy mà nhìn thấy ok thì các bác liên hệ nhé. Vì là những cái dòng quạt này thì nó cũng là đều là qua sử dụng, nhưng mà cái tính chất và cái hình thức của những chiếc quạt nó rất là đẹp các bạn. Đây, rất là đẹp luôn. Cái dòng phím này, bọc lốc này, bọc lốc thì nó đều có hõm rãnh này, các mình sọt bấm tay nó rất dễ luôn. Đấy, và đây có đèn thì tí em sẽ cắm điện và cho các bác xem luôn nhé. Cũng như là cái hình thức cái. Còn cái tất nhiên là nó không phải là một chiếc quạt mới tinh, thế nên là nó chỉ cần gọi là nguyên bản của nó thôi, và cũng còn rất là ok luôn. Như chiếc này thì nó đầy đủ tính năng như là đồng hồ cáp, đồng hồ hẹn giờ, đèn ngủ, số ngủ, thế là nút nhấn thu dây. Đấy, nút nhấn thu dây nó cũng hệ là full rồi, tính năng màu này rất là sáng và đẹp này, màu này rất là loáng và đẹp luôn. Đấy, đây dây đẹp luôn, tem mác ok nhé các bác nhé. Đấy. Rồi là thân bầu. Như chiếc này thì thực ra là em chưa vệ sinh, chưa lau chùi kỹ thôi, còn chiếc này thì lau lên cũng rất là đẹp thôi, vì là gần như là nó quá đẹp rồi nên em cũng không dở ra vệ sinh. Có góc 45 và 65 và 100 độ để chưa góc chế độ nhé. Z motor này máy vẫn còn, chữ tem vẫn còn này, trên bầu nhé, tem vẫn còn nguyên này, Z motor này các bác nhìn này. Đấy.
Đấy, đây là cái bẩn thôi, cái bẩn thì lau qua cái nhẹ cái là hết thôi. Rất là ok luôn, nhưng quan trọng nhất là nó zin nguyên bản này, từ thân bầu, cổ sắt này, cổ gang. Đời là đời máy dắt motor nên là cái đời của những chiếc quạt này nó rất là tuyệt vời các bác nhá. Khi mình sử dụng những chiếc quạt này thì các bác hình dung rồi. Đây là luôn rồi. Cắm này. Đấy, và tem mác rồi là phải cắm lưới tiếp. Thì em cũng sẽ cắm điện luôn để cho các bác xem tính năng. Thì những cái dòng này thì nó sẽ có một cái tốc độ của gió. Đây là cái là nó có đèn ngủ cho các bác nhé, đèn số ngủ là có đèn ngủ luôn, rất tuyệt vời luôn, gió cực êm luôn nhé, cực êm mà đẩy cực xa. Các bác là đèn ngủ này, đèn ngủ này. Thì thực ra đây nó trên là một cái đèn chiếu nó rất sáng, thì cái đèn ngủ này các bác có thể là nhìn nó sẽ không được sáng lắm. Còn nếu bình thường là ban tối là nó sáng rực lên đấy các bác nhá. À, ban tối ở trong phòng ngủ mình đang sáng rực lên. Đấy. Mấy hai nữa là cái này nó có một cái số này là số cuối cùng này, số bất tốc này. Số này mạnh gió kinh khủng luôn. Gió của nó như bão luôn. Gió nó ác liệt luôn đấy các bạn. Nó cái dòng này đặc trưng nó, và đặc biệt nó là như vậy. Nó có thể là cánh 35 chưa là cái gì luôn với nó, với cái một cái số cuối cùng này, nó là số bứt tốc rất là mạnh và gió gấp đôi những gió của số lớn thông thường. Những dòng này nó là cái dòng quạt VIP, nếu như mà là mới thì những chiếc này nó có giá tầm khoảng 8 9 10 triệu là chuyện bình thường. Những dòng này nó đắt tiền nhé các bác nhá. Và cái hình thức của nó cũng rất là đẹp luôn. Và thương hiệu của nó thì rất là VIP. Đấy. Chiếc này thì quá là chất luôn. Đấy. Thân thủ đẹp, lồng mạ sáng nhá, sáng sủa nhá, cánh xoắn. Chiếc này thì chiếc này là mã số của nó là 32 và có giá là 3,5 triệu. Chiếc này rất là giá rất bình thường để cho các bác lựa chọn nhá. Với những bác mà chơi những chiếc quạt mà muốn sạch sẽ, mà muốn chất lượng như thế này, màu này là đúng màu nguyên bản của nó luôn nhé. Màu trang trí của nó là nguyên bản luôn, dạng rất đẹp luôn, bóng nhiễng. Khi một chiếc quạt thì nó sẽ liên quan đến cái hình thức cũng như là cái độ nguyên bản của nó, từ những cái thân lồng cho đến đấy. Đây là một chiếc quạt lửng cánh 30 các bác nhé, cánh 30 và chiều cao của nó 90, thân thủ đẹp, hình thức của nó rất là ok rồi. Chiếc này thì có giá 3,5 triệu. Bác nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em, cũng như là các bác muốn chuyển điện 220 cộng 100k, cũng như là các bác chuyển khoản hết thì em sẽ bao ship cho các bác đến tận nơi. Đấy. Còn các bác cọc thì là các bác sẽ chịu tiền ship nhé. Cũng như là tiếp theo đây là một chiếc Lationa hệ ốc dài, la ốc dài các bác nhé. Đây này, cánh xoắn ốc dài, cánh nhựa đục. Cánh này nó là hệ đục ngọc. Đấy, các bác nhé, cánh đục gọi đục ngọc, ốc dài, gang sắt, thân này là gang sắt. Đấy, gang sắt, lồng rất đẹp, nước sơn cũng rất đẹp, lồng bầu, thân bầu của nó rất là ok luôn. Chiếc này thì hệ lồng xương cá, hệ lồng xương cá này. Và trưng bày tiết một chiếc quạt cũng rất là đẹp, và chóp cũng còn rất là sáng luôn. Cánh đẹp nhá, cánh của nó là màu xanh ngọc. Đấy, xanh ngọc rất đẹp, cũng như là cùng với cái thân và thân thủ và nước sơn là như nhau. Đấy, cả là chân thân đế luôn. Cái đời này nó là cái đời VIP. Đời VIP này nó sẽ có cái mặt này là mặt nhôm này. Đấy, mặt này là sẽ là mặt nhôm. Các bác hình dung là sẽ có mặt nhựa và nhôm thì nó bao giờ nó cũng sẽ là cái phím hạt la này này các bác nhé, phím hạt la nhỏ này, này. Đấy, phím hạt la nhỏ này, đấy là đời cổ của Lationa, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn nó bóng mướt từ chân, bóng mướt từ chân luôn, bóng bóng liễng luôn. Để các bác nhìn, nó quay máy để cho các bác sờ đến tận nơi để các bác nhìn nhá, soi luôn kỹ luôn để đỡ các bác đỡ phải hỏi này. Những chiếc nó còn nước sơn nó còn đẹp, nó độ bóng này, độ bóng nó còn rất là lì luôn, như sứ luôn, như xanh sứ luôn, rất tuyệt vời luôn nhá. Tuyệt vời từ thân bầu.
thân cổ gần như là không có xuất sắc của nó như thế này. Nói chung là em nói luôn là tiền nào thì của đấy thôi, về như nào thì em lên các bác như vậy đấy. Nó phản tương phản độ bóng và độ của nước sơn nó vẫn còn bóng lì luôn đấy, sờ mát tay. Rồi là thân cổ thân bầu này các bác nhá, cánh kiếc đẹp, nói chung là sạch sẽ. Nhưng mà một chiếc quạt như này thì thực sự luôn là với những bác mà lớn tuổi rồi muốn sưu tầm ở cái đẳng cấp cao, muốn sưu tầm để mình để về sau này có thể là làm quà biếu tặng cho con cháu ở đời sau đấy, mình cứ nói lôm la như vậy đi. Những cái đồ này thì nó chắc chắn là nó không thể là một mai là nó hư được, mà nó có thể là kéo dài cả vài chục năm sau. Thế nên là chắc chắn là các bác muốn để lại thì các bác phải sử dụng những cái dòng này. Đó, nó là cái thương hiệu Lationa này, thương hiệu này rất là nổi tiếng rồi. Đấy, cánh lồng của nó là hệ lồng xương cá rất đẹp, cánh 30, cánh màu xanh ngọc. Chiếc này là mã là 333 nhé, và có giá là 4 triệu đồng. Bạn nào quan tâm thì alo cho em. Găng sắt đẹp như này, giá rất là hợp lý luôn, lặng như cối la lỗ, lặng như cối la lỗ luôn. Cánh mà là hệ cánh ốc dài, mà cánh xoắn ốc dài này là rất là tuyệt vời luôn, gió rất là êm và mềm. Tiếp theo thì vẫn là những chiếc quạt mà na đèn rồi na bầu bom. Em về thường xuyên là chiếc này này, chiếc la đèn này thì bộ dây này, các bác nhìn dây của nó vẫn đẹp luôn này, chữ vẫn ngoằn, phích cắm này, phích cắm này, zin này. Riêng la đèn thì 100% là đều là phích cắm rời, zin như này. Và dây đẹp. Chiếc này thì mới tắt điện luôn các bạn, mới tắt điện luôn. Các bác nhìn chiếc la đèn này đúng là mới tắt điện luôn. Đây là có đèn nhá, đèn là sáng bình thường các bác nhá. Còn gọi là la đèn này, các bác nhìn này, độ mới của nó mới là không phải là mới một chi tiết đâu, mà mới từ chân trở lên luôn đấy. Các bác nhìn cái lắm xoáy này mới cứng này, lắm xoáy mới cứng cựa này. Cái chân này nó là xanh sứ luôn, chân của nó là như sứ luôn, như là kiểu sứ trắng men luôn các bác nhá. Nó bóng mức độ là như sứ trắng men luôn. Các bác hình dung là với những cái này ấy, là hôm xưa là em có một chiếc cánh đục là cũng tương tự như này luôn, tức là cái độ đẹp của nó cũng tương tự luôn, tương tự luôn. Cái chân ấy, cái chân này này, không biết làm sao họ ấy đấy, rất là đẹp luôn. Tức là cái nước sơn của cái dòng này nó thế sao đấy. Đây là chiếc nào nó cũng kiểu tương tự như này, như sứ luôn nhá. Các bác hình dung nó như là nếu như không nhầm thì nhìn nhầm ấy, là người ta tưởng là nó bằng sứ chứ không phải là bằng sắt, không phải bằng gang đấy, sơn không phải bằng gang. Không hiểu sao nhưng mà đúng là đẳng cấp thật. Mấy hai nữa là các bác nhìn cái dây của nó này trắng xanh luôn, có nghĩa là nó trắng xanh luôn, có nghĩa là gần như là chiếc này nó rất là mới luôn các bác nhá. Thì để miêu tả cho các bác thì các bác hình dung là nó sẽ mới từ cái dây nguồn này ra đi cho đến này dây cổ này, tiền nào thì của đấy thôi. Nói chung là các bác hình dung là các bác mua một chiếc quạt bãi đấy mà nó nham nhở nó loang lổ mà màu sắc thì nhom nhem ấy, thì chắc chắn là cái giá tiền thì nó sẽ khác. Còn nó nói là những chiếc quạt đẹp thì chắc chắn là nó phải khác rồi. Các bác nhìn từ những cái dây dở dây cổ này cho đến thân thủ của nó, thân bầu đây có màu trắng nó như sứ này, nó kiểu dạng như sứ này, các bác nhìn nhá. Bầu đấy. Lồng mẹ rồi là. Lồng thì nó không phải là cái dạng như là nó không thể như là thân bầu hoặc thân này được, vì là lồng là nó là sơn thô, đấy, nó sơn thô. Còn cái bầu này là nó sơn là nó đều qua bả lên là nó sẽ có độ bóng nó khác, kể cả chân cũng vậy. Còn cái lồng thì nó là sơn thô. Nó sơn thô thì nó chỉ là cái sơn khi nó đánh xong là nó phun phủ xong nó có phủ qua một lớp bóng thôi, nhưng mà cái lồng thì nó sẽ làm thô hơn, không nó sẽ không làm kỹ như là những bầu và thân. Thế nên là đương nhiên là giữa cái lồng này đấy, lồng vẫn còn zin luôn nhé, từng những cái chấm kim này là vẫn còn nhé. Những cái này là cái do người ta xách một hai cái điểm chấm nhỏ thôi, không đáng kể đâu, mà là gần như là
là gần như là đẹp xuất sắc luôn. Mới hai nữa là nó đẹp thì nó sẽ liên quan đến cả những cái vành logo này này, cái vành này nó vẫn còn sáng này các bác nhé, vành này còn sáng này, chóp của nó này bóng loáng luôn, chóp thì có thể xoay gương được, người đang như em đang làm clip thì nó có thể xoay được gương luôn. Các bác hình dung là những chiếc mà đã có thể xoay được gương thì nó gần như là cái độ bóng của nó rất là đỉnh rồi. Đấy, còn không có nói gì hơn mà nó trơn. Đấy, cái dòng này thì là nó, các bác hình dung là nó là cái dòng cánh ốc dài, cánh Meca, nhưng mà cánh ốc dài nó sẽ cùng đời với cái dòng cánh ốc dài cánh nhựa đục này. Tức là nó sẽ có hai dạng cánh ốc dài Meca và cánh ốc dài nhựa đục. Nhựa đục thì nó sẽ ra trước. Đấy, đấy. Còn đâu là cái cánh thì nó sẽ có hai dạng như vậy. Thì là có những bác thì rất thích cánh Meca, có những bác thì lại thích cánh nhựa đục. Thế là đấy là nó mỗi người một sở thích khác nhau, không giống nhau. Thì là người Nhật người ta cũng sẽ nghĩ ra như vậy. Người ta cũng sẽ tính toán trước mình hàng bao nhiêu vài chục năm là cũng là đúng thôi. Vì là em đã gặp rồi, cũng đã tham khảo rất nhiều. Có những bác thì bác cổ của bác không bao giờ bác thích cánh nhựa đục, nhưng có những bác thì bác cổ không bao giờ bác thích cánh Meca. Đấy, thế là đương nhiên là nó đã có những cái sự trái chiều nhau rồi. Thế là khi người ta chơi quạt ấy, thì là quạt cổ ấy, thì là nó sẽ có phân ra rất nhiều loại để mình chơi. Tức là những người thì là thích chơi về sưu tầm, có những người thích chơi về gọi là thế loại thế kia, nói chung là nó đa dạng lắm. Thế nên là những chiếc quạt đẹp thì em nói luôn các bác là cứ đẹp là em bán thôi. Còn các bác cảm thấy ok, cảm thấy ok với sản phẩm nào, mà khi mà đã các bác đã ok rồi thì các bác nên nhớ là tất cả những sản phẩm mà trước khi rời chốt là các bác phải một là các bác cọc, hai là các bác chuyển khoản hết, tùy các bác nhé. Chứ còn hàng nhà em thì đi là chắc chắn là hàng mà không có cọc thì các bác cũng không nên hỏi làm gì, mất thời gian. Tức là để cho mất thời gian mình phải trả lời nhau nó khó ra. Tức là ví dụ như các bác mà cảm thấy ok thì các bác ok, bác mà cảm thấy cọc được thì các bác mua, còn không cọc được thì các bác đừng hỏi làm gì. Hỏi xong rồi chán, mà cả chán này xong này rồi là bỏ gửi đến này để xem hàng thì chắc chắn là các bác mua hàng như bọn em mà mua ở bên Nhật thì ai cho mình mang về Việt Nam mà xem. Bây giờ nói các bác là chắc chắn thì cọc để người ta còn đóng hàng người ta gửi đi, chứ không phải là vì là ràng buộc nhau về cái vấn đề lọ kia, mà vấn đề là nhiều bác ấy là không cọc ấy, xong là đến là dở trò, đến là bắt đầu là thế lọ thế kia, rồi là gọi điện không nghe, rồi là đến rồi là bành bẻ ra con quạt thì chẳng vấn đề gì, nhưng mà cứ lấy cái lọ cớ kia xong bắt đầu đấy, các bác hình dung là xong là đè ra xong là các kiểu, nói chung là hoặc là gọi điện không nghe máy. Đây là nói thực sự luôn các bác, là rất tôn trọng các bác khi mua hàng. Ok thì các bác chuyển khoản, còn không ok thì các bác cứ xem thoải mái nhé. Đấy. Còn đây là những chiếc quạt mà em đã quay clip như này, thì là em sẽ cho các bác để các bác chụp lại cái hình ảnh mà trước khi em gửi đến cho các bác, để các bác xem từng những cái chấm kim. Đấy. Và có những cái điểm nào mà các bác mà còn nghi ngờ thì các bác cứ phải hỏi để em trả lời các bác, hoặc là các bác mà ok đấy thì em sẽ gửi chi tiết cho các bác, còn nếu không thì các bác cứ xem thoải mái đi. Đó. Những chiếc quạt đẹp này thì các bác cứ tham khảo, em khẳng định luôn ở trên thị trường này cũng như là rất nhiều những cửa hàng bán quạt mà quay quạt, mà quay trên clip mà xoay quạt kỹ như vậy thì chắc là cũng không có nhiều đâu các bác nhé. Đấy, và những cái điểm mà nào là sất, điểm nào là bóng, điểm nào là đẹp là em đã quay rất kỹ cho các bác để các bác nhìn thấy rồi. Còn tiền nào thì của đấy thôi. Đấy. Các bác cảm thấy ok thì liên hệ. Chiếc này thì là mã số của nó là 36 và có giá là 7 triệu nhá. Các bác quan tâm thì alo cho em. Đấy, giá là 7 triệu đồng. Đấy. Các bác có chuyển điện thì các bác cộng thêm 100k. Còn cơ chuyển khoản hết thì em sẽ bao ship nhá. Đồng nghĩa với những chiếc quạt đẹp thì sẽ có những chiếc quạt bình dân, rồi là những quạt đây, chiếc này là chiếc quạt để trưng bày này. Chiếc này là hàng vẫn còn nguyên thùng xốp nhé các bác nhé.
chiếc này vẫn hàng vẫn còn nguyên thùng xốp, giấy tờ gì vẫn trong này. Đây là hàng vẫn còn nguyên thùng xốp, đèn ánh luôn, đèn ánh luôn, lốc sáng quắc luôn. Chiếc này là rất là mới luôn nha các bác nhá. Chiếc này là nó là cái dòng quạt để các bác trưng bày này, cái mẫu quạt trưng bày rất là đẳng cấp luôn nhá. Chiếc này thì cách đây rất là lâu rồi em có một chiếc cánh trước màu đỏ, chiếc này thì màu đen óng luôn, như là xe ấy luôn. Các bác nhìn cái ống mức độ này. Ống nhìn trông nó dữ chưa, mới cứng luôn ấy, mẹt luôn ấy. Hình mẹt luôn, đầu chóp. Đây là những chiếc này thì các bác có thể để trưng bày ở trên đôn, trên loa, trên kệ nhá. Các bác để trưng bày cho nó giữ này, đằng sau có bóng loáng luôn này. Những cái dòng này thì nó mới cứng rồi các bác, nó gần như mới cứng luôn, đập hộp rồi không còn chê nó điểm gì, túp lăng này. Đấy, tay trông rất giống chuồn chuồn này. Đấy, có thể là dòng quạt VIP luôn, số 3 số luôn, đời là cũng 3 số luôn. Đấy, quạt quá tuyệt vời luôn này, mặt dưới là chrome sáng choang hết này, chân này chrome, hình thức của nó chiếc quạt rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, mới cứng cựa. Nhưng chiếc này là cánh 10, cánh của nó mình như 15 sao 15 nó còn được tầm 15 rồi, cánh 15 nữa các bạn, cánh 15 các bạn. Đấy, trông rất là đẹp luôn các bác. Nhìn những chiếc này thực ra là khi các bác mà để ở trên đôn trên kệ trên loa là cái mẫu quạt này nó rất là đẹp, nên là để trưng bày ấy. Đấy, những chiếc này là thực sự luôn các bác, là nó mới như thế này thì các bác cảm thấy ok thì các bác liên hệ nhé. Đấy, điện dùng điện là 100V nhé các bác nhé, để em có dán cái mã số vào cái đây. Bác nào mà ok thì hỏi, thì là còn thì chơi, mà không còn thì phải chịu thôi. Tuyệt vời luôn, các bác có thể là chụp lại màn hình nhá. Chiếc này là mã số của nó là 35 và có giá là 4.500.000 đồng. Mã số là 35 và có giá là 4.500.000 đồng. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Còn thương hiệu, tem mác, nó gọi là tên, nó gọi là bách chi cái gì đấy, tên là thương hiệu của nó này, còn nhận này. Nó xốp xước của vẫn còn nguyên nhá các bác nhá, vẫn còn nguyên xốp luôn. Mới, quan trọng nhất là nó mới, mới đét luôn, sợ kính quang luôn. Chiếc này là có giá là 4.500.000 cho nó nhá. Các bác cảm thấy ok thì các bác liên hệ với em. Đấy, còn các bác nào có nhu cầu về dòng phẩm nào nữa thì liên hệ theo số điện thoại cũng như là số Zalo của em. Em xin hẹn các bác ở video clip sau.